Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tài Trung Tăng nhé. Thì hôm nay mình mới vừa xong việc đó mà mọi người. Thì công ty của mình là ở bên Takashimaya. Thì cái này là đột xuất thôi, tại gần đây thì ở Sài Gòn thì có cái xe bus 2 tầng á. Thấy mọi người đi cũng rất là nhiều. Mà thật sự mình quên, mình cũng chưa có đi nữa. Cho nên hôm nay là mình sau khi xong việc sẵn tiện rồi, công ty cũng gần ở chỗ nè, chỗ mà đi xe bus á, cho nên là mình đi luôn, cũng không có sắp xếp gì trước hết. Đây như mọi người thấy mình đang tại đang đi ở trên cái khúc mà Buster á. Khúc Buster, cái khúc này, cái lua cót này mới dỡ ra đây thôi chứ cũng chưa có lâu đâu mọi người. Công trình này là rất là ấn tượng nha mọi người nha. Tức là thi công hoài mà không có xong. Rồi mình sẽ băng qua đường. Đó mọi người thấy không, chiếc xe bus đậu đằng kia. Giờ hôm nay mình sẽ đi thử như thế nào ha. Mình thì cũng chưa đi xe bus 2 tầng bao giờ. Cho nên là hôm nay quyết định đi xem cảm giác nó như thế nào. Cái phía bên tay trái của mọi người đang xem là khách sạn Rest Hotel, là khách sạn 5 sao nha mọi người nha. Rolex. Ở bên kia phía cao cao là Vincom. Đây là phố đi bộ nè. Phố đi bộ bây giờ là luôn luôn đông nha mọi người nha. Buổi tối là lúc nào cũng đông hết, chỉ có ban ngày mà trời nắng người ta không có đi nhiều thôi. Chứ buổi tối là người ta đi ra phố đi bộ để mà dạo phố rất là nhiều. Bên đây có cái hồ nước rất là đẹp nè. Mát quá mọi người ơi. Đứng gần cái hồ nước cảm giác nó mát rồi á. Không biết là bao nhiêu một vé nữa mà. Đây tới là mọi người Hồ Chí Minh City Tour. À, số hotline nè. 0913 674412. Các bạn có thể gọi lên số hotline để mà mình book ticket nha, book vé nha mọi người. Đây là chiếc xe bus 2 tầng. Nhìn cái background rất là đẹp luôn ha. Đây là chợ Bến Thành nè mọi người nè. City Tour Hồ Chí Minh. Booking 0913674412. Cái này chắc phải mua vé. Để mình hỏi
Ủa Ủa em ơi, cái này mình muốn đi mình mua vé trực tiếp được không? Dạ được, anh hết mà. Bao nhiêu một vé này đi liền được không ta? Dạ có 150 một người. Rồi ok. Nhưng mà anh quay phim hay là anh làm gì? Quay phim thôi à? Ok ok, cảm ơn nha. Em lên gọi cho anh nha. Dạ, tại quay 150 một người. Để tiền luôn hả cơ thể? Dạ. Đợi anh xíu. Mọi người ơi, bây giờ mình đã mua vé rồi, một vé là 150.000 nhé. Bây giờ mình sẽ đi lên trên lầu ngồi cho nó mát. Ngồi đông quá. Sẽ đi ngồi cuối. Xe cũng rất là đông khách. Mà đa phần là người ta ngồi ở trên để người ta ngắm cảnh đó mọi người. Còn ở tầng dưới không có ai ngồi hết á. Có người đứng ngoài nữa nè. Rest Hotel bên kia nha. Phía sau là Sài Gòn là Tourist, công ty du lịch lữ hành. Sơn Hoa nữa nè mọi người. Có cái Citibank. Ghế màu hồng rất là dễ thương. Là xe của chúng ta đã bắt đầu lăn bánh rồi. Yeah, mát quá mọi người ơi. Ôi thích quá, chứ cái này phải đi lại quá. Chúng ta sẽ ngắm nhìn thành phố về đêm nhé. Yes. Người thấy không, người ta quay phim rất là nhiều, không phải một mình đâu. Ồ, đẹp quá. Hôm nay rất là may mắn, thời tiết rất là đẹp, không có bị mưa. Sushi Hokkaido Sachi. Ở cái đường này có hai quán cà phê thức luôn mọi người nhé. Ở đằng kia một quán, đây một quán. Này là Coffee Bean nè.
thờ Đức Bà rồi nha mọi người nha. Trước của mình thì mình thấy đi là do mình đi trời cũng hơi tối cho nên nhìn không có thấy rõ được. Ở bên đây có cái coffee Highland Coffee. Hiện tại mình đang đi trên đường đường này Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Gió rất là mát luôn. Tuyệt vời. Đức Bà nè, công trình này đang trùng tu lại. Nhà thờ Đức Bà đang trùng tu lại 10 năm rồi mà chưa xong mọi người. Bên kia là bưu điện thành phố. Bình cơm. Ủa dừng đây hả ta? Chỉ là mới có bus stop dừng chân thôi chứ chưa có kết thúc cái hành trình của Starbucks nha mọi người. Xa xa là tượng Đức Mẹ kìa. Chào Bích Đức. Xe đang dừng lại để cho mọi người chụp hình đó mọi người. Chạm giống như là chạm dừng chân ở tại nhà thờ Đức Bà để cho du khách chụp hình. Hai bé này đang chụp hình nè. Đây là nhà hát thành phố mọi người nha. Ở xin lỗi mọi người, bưu điện thành phố. Rất là đẹp. Kiến trúc rất là đẹp. Đây là đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh City Book Street. Phía trước là Diamond Plaza. Die.
Diamond Plaza. Thế mình nghĩ á, các bạn nên đi buổi tối nó sẽ đẹp hơn buổi chiều á, tại vì buổi tối nó lên đèn á, mình ngắm nhìn thành phố có đèn nó sẽ bắt mắt hơn, gió nó cũng mát nữa. Còn mọi người mà đi buổi chiều thì nó chụp hình thì sáng thiệt, nhưng mà nhìn cái cảnh nó không có được lung linh như là mình đi ban đêm. Shinhan kìa mọi người, ngân hàng Shinhan, ngân hàng này của Hàn Quốc nha. Xa quá mọi người không thấy rồi. Cái tòa nhà em Plaza này cũng của Hàn Quốc luôn nha. Đây, em Plaza Sài Gòn. Cái building này lúc nãy đang quay phim, con Congo Pro của mình nó bị hết pin mọi người ơi. Khách sạn Sofitel, khách sạn 5 sao luôn. Rồi bây giờ xe nó chạy đến Thảo Cầm Viên rồi, sở thú rồi mọi người nhé. Bây giờ thì sở thú cũng được mở cửa rồi đó. Nếu các bạn nào mà có muốn vô tham quan thì mình có thể vô ha. Mọi người thấy cái chữ gì không? FWD nè. Đây là một công ty bảo hiểm ha. Cũng mới vào Việt Nam thôi nhưng mà cũng gọi là tiếng vang á, cũng khá là nổi tiếng. Công ty này là nằm ở bên Hồng Kông, trụ sở chính bên Hồng Kông đó mọi người. Hành trình của chúng ta nãy giờ là cũng sắp xong rồi đó. Hình như là cũng 20 phút gì rồi. Cây xăng Petrolimax nằm ở ngay góc đường Hai Bà Trưng và Trần Cao Vân. Xe bus có hết xăng không, xuống đổ xăng. Rồi bây giờ xe của chúng ta đã quay trở về Hồ Con Rùa mọi người nhé. Sữa chua chân trâu Hạ Long nè. Đây là sữa chua này, mình rất là thích cái sữa chua chân trâu Hạ Long luôn, ăn rất là ngon. Phúc Long, cũng lại là Phúc Long, everywhere. Thank you.
tế mọi người nhé. Rồi phía trước luôn là Adora, nhà hàng tiệc cưới. Sun Garden. Hiện tại thì xe đang chạy trên đường Phạm Ngũ Lão gần với Bùi Viện. Thì cái khu này là Tây ở rất là đông mọi người nhé. Cái khu này hay còn gọi là khu phố Tây ở Sài Gòn á mọi người. Trước đây khi mà chưa có đại dịch xảy ra thì ở đây là khách nước ngoài đi rất là đông, mọi người thấy đi dập dìu dập liền luôn. Bây giờ thì vắng hẳn luôn, vắng tanh đó. Central Market, Taka Plaza. Rồi mọi người, hiện tại thì sẽ tiến gần khu vực chợ Bến Thành mọi người nhé. Có rất là nhiều lô cốt công trình đang xây dựng ở đây, nhiều cái building nhưng mà chưa có hoàn thành. Sau này thì mình đã hoàn thành rồi thì nhìn xe phát triển nhé. Bên kia là chợ Bến Thành nè. Chợ Thành thì có bốn mặt, bốn cửa, đông tây nam bắc. Cái tòa nhà ở phía trên đó, mọi người thấy là công ty Capital Land, là về bất động sản, ngân hàng MB. Mọi người thấy gì chưa, đây là Vitesco Tower. Thật sự đi ban đêm rất là thích luôn mọi người, gió rất là mát. Mọi người ngắm nhìn thành phố rất là lung linh, rất là lung linh, lộng lẫy và lấp lánh. À, Vitesco Tower. Khúc này các bạn chụp hình rất là đẹp nè. Trình đi xe bus 2 tầng là sắp kết thúc rồi nha mọi người. Bây giờ xe đã quay lại cái đang quay lại cái bến đổ ban đầu mình bắt đầu á. Thấy sông nè, có cầu có sông nhìn rất là mát luôn.
dạy dưới lòng cầu cầu Khánh Hội. Rồi mình đang trở về khu phố đi bộ. Yeah. Sông kia kìa, có rất nhiều cái apartment, rất nhiều cái building mọc lên. Bên đó là chắc là bên đó là quận 2 nha. Đây là bến Bạch Đằng nè mọi người. Có rất nhiều building chọc trời mọc lên. Có cái nhà hàng này gì đấy? Runam Bistro. Đây là khách sạn Majestic, khách sạn 5 sao. Oh yeah, Jumbo, nhà hàng seafood. Đúng không?
buổi tối là luôn luôn đông vui nhộn nhịp. Cơm tấm Cali, Hoàng Phúc cũng có nè. Giordano, ghét gì ba quan ghét chu thì đang giảm giá nữa. Thúy Ngân, ủa Thúy Ngân, quán này mà tối các bạn muốn gặp Linda, ra đây ta gặp Linda ngồi nha. Cafe Central, sơ cục hay ha. Rồi tới rồi mọi người ơi. Mọi người ơi, sau một cuộc hành trình đi xe bus 2 tầng lần đầu tiên, khoảng tầm 45 phút thì mình đã bị đuổi xuống. Là kết thúc hành trình rồi mọi người. Thì nói chung là khá là thích đó mọi người ạ. Đi buổi tối á, đi buổi tối thì cảm thấy là mát, có gió, là trời mát nữa, mà hôm nay trời rất là đẹp luôn. Buổi tối thì các bạn sẽ được ngắm đèn nè, rất là lung linh. Nhưng mà chụp hình thì mình sợ sẽ không được đẹp, không được rõ thôi. Giá vé thì 150 nghìn một vé ha. Nếu mà các bạn thích thì hãy đi thử nha. Đây là mình đang đứng ở cái chỗ mà đầu tiên lúc nãy mình lên xe bus nè. Mọi người ơi, mọi người xem kênh Tài Tung Tăng, nếu mà cảm thấy thích nhớ cho mình một cái sub nha, một cái subscribe nha. Like and share and subscribe giúp mình để mình có động lực và mình làm nhiều cái clip tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn cho mọi người xem nha. Nhớ đừng quên subscribe kênh Tài Tung Tăng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo nha. Bye bye.